Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với channel của Kilohack. Tại đây mình chuyên tập hợp những game hay, game chất lượng cũng như là phá game thách các bạn thôi. Và con game hôm nay mình muốn hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn là con Glow Idol Thì con này được anh em hưởng ứng khá là nhiều. Dù mình đã làm một lần trên livestream và thất bại rồi, thì mình cũng có gợi ý cho anh em trong buổi livestream hôm đấy là sẽ chỉnh sửa, con đấy chỉnh sửa được và chỉnh sửa được một và chỗ khá quan trọng, anh em cố gắng tìm ra những cái chỗ mà nó sơ hở của nó. Thì anh em lại vẫn cứ muốn là mình bắt tay vào làm đi. Thôi, sau một gian khá là dài không đợi em nói thì mình cũng bắt tay vào làm test thử luôn và làm cho anh em riêng anh em trên group riêng của mình. Cho các bạn thấy số kim cương này, thấy là thì lỗi lỗi đúng không? Thì không dài dòng lòng vòng, mình sẽ vào dẫn các bạn luôn. Thì các bạn đây, các bạn sẽ thấy là có hai cái nhiệm vụ quả nhắn hết luôn, kill 4.000 monster và kill 10 boss. Thì mình sẽ tập trung vào cái nhiệm vụ này nhé, kill 4.000 monster này đó, mình sẽ nhận trước, mình sẽ nhận nó đi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh sửa này luôn. Thì các bạn sẽ chỉnh sửa theo số quái vật các bạn tiêu diệt được nhé. Đầu tiên vào các bạn chọn game này, các bạn dừng game này. Bây giờ mình đang tiêu diệt ba con thì mình sẽ tìm ba. Ok, bấm nhầm rồi. Ở đâu các bạn tìm kiếm theo bộ này cho mình nhỉ? Đã tìm kiếm theo bộ này cho mình. Đây. Âm 100, âm 1 tỷ 8 đến âm 1 tỷ 3. Chấm phẩy 0, chấm phẩy âm chấm phẩy 100.000 cho đến 1 tỷ. Đó, các bạn tìm kiếm trên tìm cho mình. Như này để giúp các bạn giảm trừ các giá trị không mong muốn nhé. Rồi, bây giờ các bạn bắt đầu lọc, chờ nó lên 4 đi. Lâu thế. À, đến bảng bút rồi, bảo sao yếu thế. Các bạn chờ nó thay đổi, rồi, nó lên 4 rồi. Các bạn nhớ dừng game lại nhé, nhớ dừng game này. Rồi, sau đó các bạn lọc 4. Giá trị mã hóa này, các bạn chọn lọc rồi. Rồi, tiếp tục chờ đến 5. Rồi, chờ 5, lọc tiếp. Nó nhiều giá trị ảo. Tiếp. Rồi, tiếp, chờ đến 6 đi. 6 rồi, lọc 6. Rồi, nó sẽ ra được cho các bạn một giá trị. Nếu bạn nhìn thấy định dạng kiểu này, này thì là chuẩn nhá. Và để muốn biết chuẩn hay không thì chúng ta sẽ xếp nó vào và test thử. Nó đang 6 đúng không? Nó vừa tiếp quái vật này, nó vẫn 6. Tức là chỉ là chính xác rồi. Thì chúng ta sẽ bỏ bỏ nó tạm thời. Sau đó mình tiếp tục tìm đến cái số nhiệm vụ này. Tiếp theo chúng ta sẽ sửa số nhiệm vụ là 9. 9. À, chúng ta lại tìm bộ và đồ không, cái này chúng ta không cần tìm là bộ nữa nhé. Ok, tại sao nó dãy là vậy? 9. Đó, các bạn thấy đây, nếu như mà mình tìm một cái giá trị mã hóa mà bình thường ấy, mấy chục triệu giá trị cơ, mấy chục triệu mấy trăm triệu giá trị cơ, nó rất là lớn. Nên đấy là tại sao mình làm bước đầu tiên để cho các bạn đấy, bây giờ mình sẽ phải thay đổi cái số 9 đấy đi bằng cách là đóng băng cái nhiệm vụ này vào. Mình đầu tiên mình sẽ tìm cái giá trị này trước, đây là giá trị mà 7, thế tức là mình phải tìm đây là giá trị 7 này, mình sẽ phải tìm XOR của nó. Ok, đây sẽ là giá trị XOR của cái mã hóa giá trị vừa rồi đó, mình sắp copy rồi mình cho vào giá trị vào đây để mình nhập giá trị mới. Bây giờ mình sẽ đóng băng nó ở 10.000, à 100.000 chứ 10.000 hơi bé. Mình sẽ phải dùng cái XOR này, sau đồng ý và đóng cứng nó lại nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ lên 10. Bây giờ chúng ta sẽ qua đây và chúng ta lọc 10. Ơ kìa, lú rồi, đang vừa ngủ dậy thì mình hơi lú, mình sẽ phải tìm kiếm lại rồi.
chỉ sau vài bước là chúng ta sẽ ra thôi nha. Cái số giá trị tìm thấy này thì tùy thiết bị các bạn nhé, tùy các thứ nữa, nhưng mà nói chung là chúng ta cứ sửa thì nào mà ra ít giá trị nhất có thể. Thường làm như này sẽ ra được khoảng 5 đến 7 giá trị khi chúng ta lọc đến cuối và không thể lọc hết, lọc qua nữa. Và đây chúng ta phải thử. Mình tiếp tục đây. 13 này. Các bạn bắt buộc phải tìm giá trị master chứ chắc để chúng ta có thể lọc được khi mà chúng ta nhận liên tục như này. Đấy, mình mới làm thế này thôi mà nó đã tìm không, đã lọc không hết được rồi này. Mình sẽ ra và thay đổi một ít đó, thoát ra ngoài một cái là nó đọc một đống chữ đây. 16 quên quên tay bởi yêu là thế ra hai giá trị này như này, nếu ra hai giá trị này thì cái giá trị 16 sẽ không phải rồi đó, chúng ta sẽ giá trị còn lại và check nó sẽ giá trị âm không và giá trị đấy nó là chính xác, nó sẽ xếp nó vào luôn. Bây giờ chúng ta có hai giá trị như này, các bạn chỉ cần đóng băng cái 16 này vào thì các bạn nhận vô hạn cái 3.000 kim cương này. Nhưng mà ví dụ như mà mấy bạn đã đang 99 màn chẳng hạn, 100 màn là các bạn sẽ chỉnh nhận được nó, hoặc là các bạn sẽ chỉnh nó về 50 để tiếp tục nhận 3 kim cương. Như các bạn muốn nhận 5 kim cương để nhận cho nhanh thế nào, bởi vì nhận 3 kim cương mà nếu các bạn nhận từng ít kim cương một rất là lâu, các bạn muốn nhận nhanh 5 kim cương thì mình sẽ dẫn các bạn luôn ở clip này. Nó các bạn lên trên, các bạn bấm vào nhé, bấm vào giá trị nhất rồi lên trên, các bạn chọn là giá trị dạng như này giúp mình ngay trên là thôi, thì giá trị đầu tiên các bạn xếp nó vào rồi xong thì chọn thì giá trị thứ hai, đóng bằng thứ hai các bạn cũng lên ngay lên trên và chọn giá trị đầu tiên định dạng đấy giúp mình đó. Rồi thì cái giá trị trên đầu tiên á thì các bạn cũng vào tìm như thế và nó là không đúng không, thì đây là giá trị không yêu là luôn nên các bạn copy vào luôn. Nếu mà giá trị của nó là khác không ạ thì các bạn phải làm như bạn nãy mình làm nhé, còn đã bị là không nên x ở đây là không luôn đó. Mình sẽ dán giá trị đây là và mình sửa lên 100.000 10.000 thôi đi, x đồng ý rồi, các bạn sẽ check lại này đó xong luôn và giá trị này các bạn đóng băng vào là xong, mình sẽ nhận một vô hạn. Ok, kìa mình quên chưa đóng băng các bạn ạ. Các bạn nhớ phải đóng băng nó vào nhé, đấy thì nó mới được vô hạn được đấy. Bạn thấy các mình nhận kim cương vô hạn luôn. Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã xem video giờ phút này, đừng quên đã cho mình một like, share cũng như subscribe hộ channel mình nhé. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì đừng quên comment cho mình bên dưới, mình sẽ đáp sớm nhất có thể. Và khi có kim cương các bạn cần mua luôn thoải mái nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Bye bye.